Đừng 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 dây bé dây bé. Đừng 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 phóng ra. Xin chào các bác nha. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Chim Cảnh Các Cảnh của em. Hôm nay đi câu ở hồ Bảy Mẫu đây các bác này. Bây giờ đang là buổi trưa, thời tiết nó oi lắm các bác. Hôm nay chọn là ngày mát mẻ, nó không bị nắng nóng nhưng mà nó oi. Bây giờ em sẽ chuẩn bị trộn mồi câu các bác ơi. Đây, câu thì có mang theo một chai nước để uống này. Mồi câu cá Minh Khôi. Còn nửa gói. Rồi, chọn mồi câu các bác. Hôm nay nước khá là sâu. Mưa một tí nhưng mà nước hồ nó ngập nó sát lên mặt rồi. Chỗ mình câu cần 4 mét rưỡi đã được 3 mét nước các bác nhá. Khá là sâu. Đây, trước cái chậu đi. Trộn mồi câu các bác ạ. Đây là nửa gói dở của em này. Trộn này, không trộn hết thôi nha, trộn một phần này. Nhớ đề phòng có việc gì đấy phải dùng đến. Đấy, để lại một chút. Vừa câu vừa xả. Thì tầm này là đủ không? Này chủ yếu xuống đây muốn bắt con cá diếc các bạn ạ. Muốn là muốn bắt con diếc thôi. Nắm lên một cục. Cái cục này nắm chặt các bác nha. Ném. Đấy. Một cục ném nắm chặt, một cục nắm hờ để cho nó bung ra xa. Cục nắm chặt đấy lưu đấy. Vậy là ok. Thêm một chút nữa đi. Rồi. Và phần này là sẽ trộn nước thêm vào để câu. Là ok rồi đấy. Đơn giản như vậy thôi. Cái hồ này, hôm nay có khách đến nhà mua hàng các bác, và chiều xuống đây câu. Thế người ta bảo cái hồ đấy thì cái hồ này này mà cũng có cá á. Ngạc nhiên luôn các bác, dân ở dưới này nhưng mà người ta lại không nghĩ là hồ này có cá các bác. Cũng chứng tỏ là hồ này cũng khó câu thật. Đấy, vừa nãy để lại ít mồi khô rồi trộn vào. Thêm vào, vừa nãy mình hơi cho nhiều nước các bác. Rồi. Trộn lại nút xong rồi chờ nó nở ra nữa là nó dẻo là vừa. Đó, lại mang mồi Minh Khôi đi chinh phục những cái điểm câu thiên nhiên các bác nhá. Rồi, ok. 3 mét nước. Đây mà đụng được con rô phi cỡ 1 ký thôi là cũng phê rồi. Lắp vợt đã. Nay mình chỉ mang đồ đánh giếc thôi. Chụp 2 thẻo 1 thôi nhá. Khỏi dây bảo hiểm đi. Mắc dây bảo hiểm 3-4 lần ở dưới này đều không có cá. Bỏ dây bảo hiểm cho nó đỏ. Sẽ nó có va được hàng không. Đấy, cái thời gian mình xả mồi mình chờ cá vào thì mình sẽ ra đồ này, những cái đồ này. Câu khoảng độ hết khoảng độ 1/5 cái gói mồi thôi các bạn. Hôm nay bên thị nở người ta đang làm cái gì đấy rất đông vui. Chắc là đánh giải cô lục. Rồi. Vợt đã xong. Giờ lấy cái khăn đã. Đây. Khăn này, em cũng bán các bác nha. Các bác nào muốn mua thì để liên hệ với em. Khăn này để lau tay rất là mềm. Rồi. Nước non đàng hoàng đã rồi câu. Mời các bác uống nước nha. Mắc mồi câu mồi đầu tiên xem có cá không các bác nhá. Em nghĩ là có cá đấy. Tại mình cũng xả mồi xuống đây rồi. Câu là sẽ có cá ngay thôi. Bê mồi nhỏ nhỏ để câu giếc các bác nhá. Mình rất thích những cái hồ thiên nhiên như này. Hôm nay không rủ được ai đi cùng. Đi câu một mình thôi nhá. Khá là xa xôi. Nhưng mà mình rất mà mình rất khoái thiên nhiên nên đi xa chút cũng được trong phạm vi cho phép.
rồi. Rô các bác ơi, con đầu tiên này, rô chạy khá là phê đấy. Không được như mình mong đợi là cá diếc thì cũng được, con rô cũng được, khá đẹp đấy các bạn, to phết đấy, như bàn tay, như bàn tay chụp cụp. Diếc nó phải đến sau cơ, diếc nó cũng như chép vậy, ăn rất là chậm, rất là lâu nó mới vào. Ăn nhẹ thế nhở. Nhẹ với chúng tôi này, rô phi con các bác ơi, ăn cực kỳ đều. Đây rồi, con gì? Ui xảo, diếc đây rồi các bác ơi. Đúng con mình cần tìm đây rồi. Vào các bác, con cá diếc nhá. Cá diếc vào là một tín hiệu rất là lành. Cá diếc nó hay đi theo đàn các bác ạ. Hy vọng chinh phục được một đàn cá diếc ở đây như ngày trước. Mình rất thích cá diếc. Mỗi câu cá mình khôi. Diếc rồi, rô các bác ạ, ăn nhẹ quá tưởng cá diếc. Rô tiếp các bác ơi, bị dính đàn rô phi rồi, phải rửa hết bọn nó lên đã. Câu giết không được nóng vội. Con gì đây? Hai con rô phi các bác ạ, sắp đôi. Đàn rô có nổ rồi. Cá thì bé mà ăn cực đều các bác ạ, dập già dập dìu, như kiểu là nó rất là khôn đấy, như kiểu mình đi săn cá chép cũ ấy các bác ạ. Rô tiếp các bác ơi, giật rô con mỏi tay rồi. Vâng, mai cấp đơn vị vận chuyển nó nghỉ hết rồi, còn đâu mà gửi cho ai. Cá to rồi, ok anh, ok anh, cá to nhá. Ok nhá, cá to các bác ơi. Con gì đây, chạy khỏe thế. Con gì đây? To to to, rô phi rô phi rô phi. Rô phi to các bác ơi. Đừng 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 đừng, dây bé dây bé. Đừng 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 phóng ra. Ok các bác ơi, chinh phục được con cá này. Rô phi các bác ơi. Wow, phê, con này chắc được 1 ký. Một ký lô. Báo cá các bác nhá. Quá là phê phà. Rô phi tự nhiên 1 cân. Con này phải 1 cân đấy. Rồi, phê các bác ơi. Con rô phi rồi. Đấy, lâu lắm rồi. Quay trở lại cũng đã chinh phục được con cá gì đấy, nó gọi là tầm cỡ ở đây các bác nhá. Phê quá. Đồ câu giếc các bác. Lưỡi bé tí tí luôn. Nhưng mà đỏ, đỏ là chấp hết. Tiếp tục bao cá. Rô các bạn,
rất nhiều rô các bạn. Hôm nay câu vào ổ rô rồi. Ui giời ơi, nó nuốt sâu vào tận trong họng rồi các bạn. Chết dở rồi, lại gặp một ông đánh lăng xê bên cạnh rồi. Cũng sang cũng đánh lăng xê bên cạnh mới sợ. Mình là mình ghét nhất là cái kiểu ồn ào đó. Là mình không thích ngồi cạnh cái đánh lục với đánh lăng xê ngoài thiên nhiên lắm. Đây, may quá có một cái gỡ cá. Mang cái gỡ cá đi. Là gỡ nó ra thôi. Đây rồi, ra rồi các bạn. May có cái que này không thì dở. Nuốt quá sâu. Để em lăng xê thì mình cũng nể rồi. Đây hồ thiên nhiên thì cũng không tránh được. Nhưng mà đánh đài thì cần yên tĩnh. Người ta ném lăng xê thì cũng hơi dở. Giếc đây rồi. Sai. Rất đam mê giếc này, nó to như này các bạn. Giếc ạ. Cháu khoái nhất cái giếc ở đây, nó to đấy. Cá tiếp. Giếc tiếp. Quá tuyệt vời các bạn ạ. Quá khoái cá giếc. Lại cá to rồi các bạn. Đây, em rô phi này cỡ 3-4 lạng. Đã là ok chứ. Hôm nay này câu lại rực rỡ. Rồi cứ thả cá trước các bác nhá, rồi giữ xong. Nó đang lưỡi đang mắc quả vợt. To phết các bác này. Hay phết. Các bác ơi, bây giờ nó có hơn 4 giờ rồi nhưng mà mưa to gió lớn rồi. Tự nhiên cơn đến rất là nhanh. Mình không kịp chạy về các bạn, bây giờ đang mưa rồi không biết có cách nào mà về đây. Cá thì rất là nhiều các bác nhá. Này câu rất là nhiều cá to. Cá chép thì không có nhưng mà giếc và rô các bác ạ. Đây, kéo các bác xem. Rô rất to các bác nha, mấy con luôn. Rô to, giếc cũng to, rất là nhiều. Đây, anh em có thể xem này, con rô to chưa. Rô này. Và rất nhiều những con giếc to các bác nha. Báo cá các bác này thôi, bây giờ phải cất máy quay thôi. Đứng trong ô các bác ơi. Mưa rất là khủng khiếp các bác ạ. Chết em rồi, không biết về kiểu gì đây. Chào các bác nhá, hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo nhá.